Thưa sư, vì sao các nước Phật giáo nguyên thủy rất lớn trong khu vực Myanmar, Thái Lan lại có nội chiến liên miên, biểu tình liên tục khiến nhiều người chết, người dân họ đã thấm nhuần triết lý Phật giáo và học Phật giáo từ nhỏ, đặc biệt ở Thái? Như vậy việc phổ cập Phật giáo không thể ngăn chặn được tham muốn và xung đột của con người ư? Vì con từng mơ có ngày Phật giáo rộng khắp Việt Nam, ngày đó dân ta sẽ yêu thương và đoàn kết với nhau hơn. Còn có người nói rằng một quốc gia tu tập Phật giáo, Phật Pháp thì nghiệp vận của quốc gia đó sẽ được chuyển, sẽ được tốt hơn. Chẳng lẽ điều đó không đúng với Myanmar và Thái Lan ư? Quý vị làm ơn nhớ như thế này. Khi Đức Thế Tôn đắc đạo với cội Bồ Đề đó, Ngài quay trở về tế độ dòng tộc Thích Ca. Khi đó đó, dòng tộc Thích Ca đấy là một cái dòng tộc mà rất nhiều những vị thánh nhân, và người dân dòng tộc Thích Ca đó vẫn giữ được năm giới. Nhưng mà rồi thì sao? Rồi thì sao? Quý vị nói là vận của quốc gia nó sẽ chuyển à? Không. Khi ác nghiệp nó tới đó thì không ai tránh được hết. Cho nên là dòng tộc Thích Ca vẫn bị diệt vong. Mặc dù trong đó vẫn có các vị thánh, và người dân tộc Thích Ca thì mặc nhiên là giữ năm giới trong sạch. Nhưng mà khi nghiệp đến thì vẫn không thể tránh được cái quả của nghiệp. Đây. Cho nên mà quý vị nói là một quốc gia tu tập á, thì nghiệp vận của quốc gia nó sẽ chuyển. Mình phải hiểu là nó chuyển cái gì. Có những cái nó sẽ chuyển nhưng có những cái nó không chuyển. Ví dụ như nghiệp tới thì vẫn phải chịu. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái chuyện mà quý vị nói là người dân họ thấm nhuần triết lý Phật giáo, được học Phật giáo từ nhỏ, đặc biệt ở Thái, thì phải xem lại nha. Phải xem lại nha. Có những khi chúng ta bị cái truyền thông ấy, quý vị, nó bị, chúng ta bị cái truyền thông nó làm cho chúng ta nhìn thế giới bằng một cái lăng kính màu hồng, bằng một cái lăng kính mà họ muốn chúng ta thấy cái gì là chúng ta thấy cái đó. Muốn biết sự thật như thế nào phải hỏi những con người ở đó. Ví dụ như chúng ta muốn biết cái đời sống, có nhiều người đó họ mê xem phim Hàn Quốc. Thấy phim Hàn Quốc đẹp quá, trời ơi, trai Hàn Quốc là dễ thương quá, thương vợ quá, họ mê đàn ông Hàn Quốc. Nhưng mà họ không biết được một sự thật, đó là đàn ông Hàn Quốc là cái là những được đánh giá là vũ phu nhất châu Á, tức là đánh vợ nhiều nhất châu Á. Đấy. Rồi họ xem phim Nhật, họ thấy là trời ơi, người Nhật là tuyệt vời quá, nhưng mà họ không biết một chuyện đó là đàn ông Nhật á, được đánh giá là không có ga lăng bằng đàn ông Việt Nam đâu. Đàn ông Việt Nam là tinh tế hơn đàn ông Nhật. Đây là những người ở Nhật cái họ nói đấy. Và những cái gia đình ở Nhật á, hiện tại là đang bị một cái vấn nạn, đó là cái nạn ngoại tình. Tức là cái sự không chung thủy của người bạn đời á, nó đang là một cái vấn nạn ở Nhật á. Hiện tại bây giờ rất là nhiều những cái vấn đề. Nhưng mà khi mà nó đưa lên trên phim, đưa lên truyền thông, thì họ không lý nào họ đưa những cái mặt xấu đó, họ chỉ đưa những mặt tốt thôi. Và mình nhìn là chỗ Nhật là một nơi quá đáng sống. Thái Lan y chang vậy, Miến cũng y chang vậy. Đừng nhìn vào truyền thông quý vị à. Truyền thông là cái mà người ta chỉ đưa cái mặt tốt lên thôi, còn những cái bề chìm ở dưới họ mình không có thấy đâu. Muốn biết như thế nào hỏi những người đang ở đó, quý vị sẽ biết. Ngay cả cái chuyện mà quý vị nói là người dân đã thấm nhuần triết lý Phật giáo và được học Phật giáo từ nhỏ, thì làm ơn tới chỗ đó hỏi người dân đó, quý vị sẽ biết. Sư được biết những người ở Thái có một cái đặc điểm như thế này, đó là họ rất mạnh về bố thí nha. Người Thái rất mạnh về bố thí, nhưng mà rất dở về giáo lý. Có những nơi là cái chuyện mà học Phật Pháp của họ rất là mạnh mẽ, nhưng mà nó không đại diện cho số đông, nó không đại diện cho số đông đấy. Cho nên đó là chúng ta không có nên bị truyền thông họ làm cho chúng ta nhìn lệch lạc vấn đề đi. Rồi còn cái chuyện mà nội chiến rồi biểu tình ấy, vào thời Phật cũng có vậy. Đức Phật đã thuyết pháp nhiều nơi, thậm chí là có nhiều vị vua là vẫn quy y nơi Đức Phật. Vua Bácsenađi, rồi vua Bimisara, rồi vua Sảmít, sau này vua Asa thế cũng quy y nơi Đức Phật. Nhưng mà nương tựa Phật, kính trọng Phật, học giáo lý nơi Đức Phật thì vẫn muốn đánh chiếm vương quốc người ta. Bằng chứng là vua Asa thế thương Phật lắm, quý Phật lắm, coi Phật là nơi nương nhờ duy nhất của mình, đến cái nhưng mà vẫn muốn đánh cái dân sư Quách Chi, và đến hỏi, nhờ người đến hỏi Đức Phật là làm sao để mà có thể diệt trừ được, đánh bại được cái dân sư Quách Chi. Trong Trường Bộ Kinh quý vị thấy, tức là anh học Phật, anh kính Phật như thế nào đi chăng nữa thì anh chưa chứng thánh thì anh đừng nói gì nhiều hết trơn. Một vị vua thì vẫn cứ phải đi đánh trận nè, vẫn cứ phải là muốn xâm chiếm nước khác đấy. Còn một vấn đề nữa đó là trong Kinh Tạng có lần một cái vị Bà La Môn hỏi Phật, Đức Phật dạy về cái giáo con đường dẫn đến giác ngộ thì có phải là ai cũng có thể giác ngộ được hay không? Đức Phật nói không phải. Đức Phật đưa ra một ví dụ đó là từ đường từ đây đến cái ngôi làng của ông có biết rành rẽ hay không? Thì cái người Bà La Môn này nói: thưa biết Bạch Thế Tôn, con biết rất là rành. Rồi Đức Thế Tôn hỏi là nếu như có ai đó mà hỏi ông cái con đường từ đây về làng của ông ấy, ông chỉ họ chính xác như là ông biết, thì có chắc chắn là họ sẽ đi được đến làng của ông hay không? Thì vị Bà La Môn này cũng là người có trí đó, thì mới trả lời là thưa không Bạch Thế Tôn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như họ nghe nhưng mà họ đi không có đúng á, thì họ cũng không thể nào tới làng được, tới làng của con được. Hoặc là trên con đường đó là họ bị chết bất đắc kỳ tử, hoặc là họ bị cái này cái kia nó dụ dỗ, rồi họ quên đi cái ý nghĩa, cái mục đích ban đầu của họ, thì họ cũng không thể nào đi đến ngôi làng của con được. Đức Thế Tôn nói cũng như vậy đấy. Giáo lý của Ngài là giáo lý đưa đến sự giải thoát giác ngộ, để đoạn trừ tham muốn, đoạn trừ sân hận và xung đột, đoạn trừ vô minh và si mê. Nhưng mà chỉ khi nào anh thực hành đúng thì anh mới đạt được đến cái con đường giác ngộ giải thoát, mới đoạn trừ được tham, sân và si. Còn khi anh không thực hành ấy, thì anh không thể làm được chuyện đó. Có biết bao nhiêu người học Phật, tu Phật, nhưng mà cái sự thực hành chưa tới nơi tới chốn, họ vẫn bị các cái mồi ái dục, vẫn bị những cái mồi sân hận nó lôi, nó kéo họ đi. Cho nên cái chuyện mà người dân xứ đó mà họ tham muốn quyền lực, rồi họ xung đột với nhau, họ bất chấp lợi ích của nhau, thì chuyện đó không có gì lạ. Bởi vì đó không phải là xứ sở của các bậc thánh, chẳng qua là đó là nơi cái người tu Phật, học Phật, có lòng tin nơi Tam Bảo nhiều hơn nơi khác mà thôi. Đấy. Và thậm chí là nhiều vị mà chân tu, các vị đó vào rừng hết trơn. Để chi vậy? Để tránh bị ô nhiễm bởi những cái sự biến động chính trị. Nhưng mà đương nhiên á, là khi một cái xứ mà họ có Phật Pháp sẽ có cải thiện. Nhưng mà cái sự cải thiện đó nó không có lý tưởng đến mức mà quý vị nghĩ tới đâu. Nó cải thiện ở chỗ nào? Nó cải thiện ở chỗ là nếu như một cái xã hội giữ gìn năm giới thì xã hội đó chắc chắn sẽ không có xung đột. Nhưng với điều kiện là xã hội đó phải giữ gìn năm giới, phải giữ gìn giới hạnh cho nó đàng hoàng đấy. Chứ còn nếu như anh không thực hành á, thì anh chỉ đơn thuần anh biết giáo lý không thôi, thì cái sự biết đó của anh không giúp đỡ gì được cho anh. Tôi thấy có biết bao nhiêu người tu Phật, học Phật, kính Phật, nhưng mà họ vẫn không thể giải quyết được vấn đề của mình. Gia đình của họ vẫn lục tục, và họ vẫn bị làm mồi cho ái dục, vẫn bị làm mồi cho sân hận, vẫn bị làm mồi cho si mê. Bởi vì cái sự biết của họ nó không có thực hành, không có sự thực hành. Cho nên Phật Pháp, muốn mà Phật Pháp giúp đỡ được chúng ta thì chúng ta phải thực hành giáo Pháp. Chúng ta thực hành càng nhiều thì cái lợi ích của Phật Pháp đem lại cho chúng ta càng nhiều. Còn khi mà chúng ta không thực hành ấy, thì đừng có đổ thừa là tại sao cái xứ sở mà nhiều người học Phật, nhiều người tin Phật nhưng mà họ vẫn bị gặp vấn đề. Chúng ta phải hỏi là chúng ta có chịu thực hành một cách đúng đắn hay không?